Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem một trò thuật mà tìm ra lá bài hay để chọn. Và trước tiên mình phải cần sự trợ giúp của hai lá bài. Đó là hai lá đầm như vậy. Đó, như các bạn thấy. Mình cần sự trợ giúp của hai lá đầm như vậy. Mình tạm thời đặt hai lá đầm ở đây ha. Ở đây mình có một bài có nhiều lá khác nhau như thế này. Đó, như các bạn thấy. Nhiều lá khác nhau như vậy. Và mình sẽ nhờ khán giả chọn một lá bất kỳ ngẫu nhiên. Bạn chọn giúp mình một lá bất kỳ. Chọn lá này. Đây. Đó. Cho camera xem giúp mình. Ok. Rồi. Thì đây là lá bài của khán giả chọn. Mình sẽ xèo nó ở đâu vào lại ở đâu đó giữa bộ bài như vậy. Đó. Xèo lên như vậy. Có thể thêm một tí nữa là chẻ luôn. Đó. Đó. Chẻ tầm như vậy. Thì đó, lá bài của khán giả đã lạc ở đâu đó ở giữa bộ bài mà mình không hề biết được. Ở đây mình có lá bài ngẫu nhiên. Ồ, là lá bài không phải của mình. Không phải của bạn. Không sao cả. Ok. Nhưng mình đã nói lúc đầu, ở đây mình có hai người bạn sẽ giúp mình tìm ra lá bài khán giả chọn. Thì ở đây lá bài rô không phải là lá bài của khán giả chọn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ hai người bạn đại diện của mình sẽ giúp tìm ra lá bài của bạn bằng cách nào? Ở đây mình có lá bài ba rô. Đây mình giữ lại nha. Rồi bạn cầm giúp mình vào cái phần đó của mình. Ờ. Bạn nhìn nhé, hai người bạn của mình sẽ giúp bạn tìm ra lá bài của bạn như thế này. Oh. Wow. Ghê. Đúng rồi đây nè. Wow. Chính xác là lá của bạn đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Hay quá. Đó, đây là trò thật tìm ra lá bài của khán giả. Cảm ơn các bạn đã xem.